Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sri Karui, ái nữ ra thế khủng hot nhất Hollywood, hóa công chúa, bị Tom Karui bỏ rơi suốt 9 năm, màn giới thiệu khiến bao người ngưỡng mộ. Là cô con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise và Katie Holmes, Sri Karui được công chúng quan tâm và chú ý không kém gì cặp bố mẹ nổi tiếng. Từng là cô công chúa cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, nhưng cuộc sống của Sri đã thay đổi kể từ khi bố mẹ ly hôn. Không chỉ mất đi hào quang, cô còn phải sống thiếu tình thương của bố trong suốt 9 năm trời, thậm chí không một lần gặp mặt. Sri chào đời vào tháng 4 năm 2006, khoảng vài tháng trước khi đám cưới của Tom và Katie Holmes diễn ra. Tom Cruise và vợ đều vô cùng cưng chiều cô con gái đầu lòng, không ngại ngần khoe con gái trước ống kính máy ảnh. Cả gia đình thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, tham dự nhiều sự kiện lớn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Sri trở thành cô công chúa Hollywood sống trong nhung lụa, có bố mẹ giàu có và nổi tiếng. Càng lớn, Sri lại càng xinh xắn và khiến Tom Cruise hết sức tự hào. Cô bé cũng trở thành nhân vật được các thương hiệu thời trang trẻ em săn đón nhờ danh tiếng cùng ngoại hình đẹp. Con gái tài tử Tom thường xuyên mặc đồ hiệu, đi dự tiệc và có nhiều bảo mẫu vệ sĩ đi theo để che chở, chăm sóc. Những ngày còn nhỏ, Sri được sống như một công chúa thực sự, có kẻ hầu người hà và được ăn ngon mặc đẹp. Đến tháng 7 năm 2012, khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn, cũng là lúc Sri mất đi tòa lâu đài lộng lẫy cùng ánh hào quang của một vị công chúa. Theo tờ Billboard, Katie Holmes giành được quyền giám hộ chính đối với Sri, trong khi Tom được phép thăm nom. Vì không muốn con gái theo đạo của Tom, Katie kiên quyết thuê nhiều luật sư để giành quyền nuôi con. Hai mẹ con Katie chuyển đến New York sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới khi Sri mới chỉ 6 tuổi. Từ ngọc nữ sống trong nhung lụa, Sri bắt đầu di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm và không có bảo vệ hay bảo mẫu đi cùng. Katie cho con học ở một trường học bình thường và Sri cũng trở thành một học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô bé được mẹ dạy phải sống lương thiện, nhân hậu và yêu thương mọi người. Con gái Tom Cruise từng gây sốc khi đứng bên lề đường bán nước chanh để làm từ thiện. Sự thay đổi của cô bé khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng và xót xa. Tuy nhiên, sau khi rời xa bố, Sri đã trải qua tuổi thơ trọn vẹn mà không bị soi mói theo dõi quá nhiều. Theo các tài liệu pháp lý, Tom được phép gặp Sri 10 ngày trên một tháng theo thỏa thuận ly hôn. Thế nhưng trên thực tế, anh có thể thăm con bất cứ khi nào anh muốn. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối gặp Sri. Tom Cruise bị dân tình chỉ trích thậm tệ vì bỏ rơi con gái, quay ngoắt thái độ dù con không hề có lỗi khi anh ly hôn vợ cũ. Dù là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, Tom Cruise không gặp lại con một lần nào và cũng không trợ cấp cho hai mẹ con Katie. Người bố yêu chiều con gái ngày nào lại như biến thành một người khác, bị chỉ trích vì quá trung thành với giáo phái kia mà bỏ bê con gái. Tom Cruise gần như đã từ chối nghĩa vụ làm cha, cho dù trước đây anh từng yêu thương con gái hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng không vì thế mà cuộc sống của Sri rơi vào tối tăm. Katie Holmes luôn bầu bạn, chăm sóc cho con và khiến cuộc sống của cô bé trở nên ấm áp và tràn đầy những điều tích cực. Giờ đây Sri đã là thiếu nữ 15 tuổi, tự tin, cá tính và xinh đẹp. Cô thường xuyên đi chơi cùng mẹ, cùng bạn bè, thoải mái mặc những bộ đồ mà mình thích. Dù cho bị thợ săn ảnh vây quanh, Sri Karui thường xuyên gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh xắn, nhan sắc ngày càng trổ mã, xinh đẹp. Cô vượt qua nỗi đau khi cha mẹ mình chia tay và sống lạc quan, vui vẻ dù không còn đầy đủ như trước đây. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.